Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung người vợ xinh đẹp được giấu kín của nghệ sĩ Quang Thắng. Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của làng hài phía Bắc, nhưng rất hiếm khi mà Quang Thắng chia sẻ về vợ con hay cuộc sống đời tư với khán giả. Vợ của Quang Thắng tên là Cao Thanh Hảo, sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp khoa sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô về công tác tại Thư viện Hải Phòng. Quang Thắng là một nam diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt trên sân khấu Hải Đất Bắc. Với lối diễn tự nhiên, hài hước thì anh được đông đảo khán giả yêu mến và được người hâm mộ gọi với biệt danh thân thương như Thắng Vẹo hay Thắng Mũi To, Quậy. Trên sân khấu là thế, nhưng ở ngoài đời thì Quang Thắng lại là một người thật thà, chất phác và giản dị, là người kín kẽ và anh cũng rất ít khi chia sẻ về cuộc sống đời tư với truyền thông. Chính vì vậy mà ít người biết rằng Quang Thắng đã ngoài 50 tuổi và có một gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang và ba nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu. Được biết, năm 2002 thì danh hài Quang Thắng lập gia đình. Quang Thắng đã từng chia sẻ, anh đã chấm bà xã khi mà cô mới là nữ sinh lớp 10. Tuy nhiên, mãi đến khi mà vợ anh bây giờ học lớp 12 thì anh mới ngỏ lời yêu và 5 năm sau khi cô tốt nghiệp đại học, hai người mới về chung một nhà. Hiện tại, nam diễn viên hài có một gia đình hạnh phúc với bà xã đảm đang cùng ba nhóc tỷ xinh xắn. Cô gái lớn tên Đặng Cao Thanh Huyền, cô thứ hai Đặng Cao Huyền Nhi và cậu út tên Đặng Cao Quang Minh. Cũng chính vì nhà độc đinh và cố sinh cho nam nghệ sĩ cậu con trai thứ ba nên bà xã Quang Thắng cũng bị buộc phải thôi việc. Quang Thắng đã luôn tự hào về gia đình, nhất là người vợ đảm đang, anh nhận xét. Thanh Hảo là một người phụ nữ vừa đẹp người, đẹp nết, không chỉ yêu thương gia đình, cô còn được chồng khen ngợi ở đức tính biết hy sinh. Là người nghệ sĩ phải nay đây mai đó để nhận sâu kiếm tiền mưu sinh, Quang Thắng đã thừa nhận nhiều khi không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha với gia đình. Ngay cả việc dạy dỗ anh cũng không thể sâu sát được hàng ngày vì đi quá nhiều. Nam nghệ sĩ chỉ có thể thăm hỏi các con chuyện học hành, sức khỏe qua điện thoại. Chính vì vậy mà mọi công việc trong gia đình đều do bà xã của anh một tay chăm lo, quán xuyến. Quang Thắng là người không thích khoe khoang chuyện riêng trước truyền thông. Chính vì thế mà gia đình nhỏ của anh hài, anh danh hài này ít khi được xuất hiện trên báo chí. Chia sẻ về sự kín kẽ của mình, Quang Thắng tâm sự. Đơn giản là tôi không muốn cho vợ con xuất hiện trên truyền hình. Mình tôi là đủ rồi, tôi rất sợ hình ảnh của các con đưa lên rồi khán giả lại bình phẩm soi xét. Những người quý mình thì không sao, nhưng những người không thích mình thì rất có thể họ sẽ có những nhận xét không hay, miệng lưỡi thế gian mà, mình tôi chịu là được rồi. Là nghệ sĩ nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng ít ai biết được rằng Quang Thắng hiện vẫn đang chật vật với cuộc sống mưu sinh. Đặc biệt, từ khi bà xã anh phải nghỉ việc để chăm sóc con cái hơn 20 năm trong nghề, ước mơ mua nhà Hà Nội của anh vẫn quá xa vời. Hiện tại, nam danh hài vẫn đi về giữa Hải Phòng và Sài Gòn. Quang Thắng đã từng tâm sự, dù rất cố gắng làm việc để mang đến cuộc sống tốt, đầy đủ và sung túc cho gia đình, nhưng nhiều lúc anh vẫn cảm thấy bản thân kém cỏi vì chưa thể thực hiện được. Dưới ánh hào quang sân khấu, đôi khi là những giọt nước mắt trong giây phút tủi thân, cô đơn khi mà phải xa vợ con và gia đình. Anh tâm sự, nghệ sĩ nào cũng vậy, ánh đèn sân khấu tắt thì sẽ trở về thực tại với những sự tủi thân cô đơn, có những show diễn không đủ đổ xăng để đi về vì diễn cho cơ quan nhà nước, cachet thấp lắm. Hoặc là có những khi tôi đi diễn trên Hà Nội xa nhà, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình dù trời mưa gió rét. Thậm chí trong một lần trả lời phỏng vấn thì Quang Thắng đã tâm sự, nếu cho chọn lại nghề, anh sẽ không chọn nghiệp diễn, bởi nghề này bạc lắm, nổi tiếng đã lâu, nhưng đôi khi anh cũng muốn từ bỏ nghề để làm một người bình thường. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.